Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con S23 Ultra. Đây là bản Hàn. Và bản Hàn giờ vẫn có hai sim các bác nhé. Thì mấy hôm trước ấy, em cũng có làm một cái clip để mà test cái pin chờ trên con này. Thì có rất nhiều anh em bảo là test như thế nó không có ý nghĩa gì, nó không có tác dụng gì. Thì đấy là do các bác chưa hiểu hết thôi. Thì em cũng có cuối clip có nói là việc mà test cái thời gian sử dụng thực ấy, thì nó là do mỗi người, nó là tùy do mỗi người nữa mà, có nghĩa là tùy theo cách sử dụng của mỗi người nó sẽ được nhanh hay chậm ấy. Thì hôm nay em sẽ test cái thời gian thực tế sử dụng của em. Đây là của em thôi nhé các bác nhé, còn của mọi người thì em không biết, tại vì mỗi người một cách sử dụng mà. Đấy, thì hôm nay sẽ test cái thời gian sử dụng thực tế. Thì không phải là hôm nay mà là em đã test được trong vòng một tuần rồi thì mới có cái clip này, chứ không phải là test một ngày mà biết được. Đấy, thì đây em sẽ show cho các bác xem luôn. Thì ở bên Android ấy, thì là nó không có cái nó không có cái gì nhỉ, không có cái đo được cái phần trăm pin ấy, dẫn đến là anh em cũng toàn dùng cái phần mềm này thôi. Đây, toàn dùng cái phần mềm quốc dân này thôi, Akukubin này thôi, đúng không? Thì đây các bác thấy đây, thì qua khoảng một tuần sạc rồi. Thì đây cái pin của em đây, nó đang hiển thị là các phần tiền nhảy, nó rất là ảo lắm. Cái pin thực tế của con này thì theo cái công bố của nhà sản xuất ấy, thì là 5.000 đúng không các bác? Nhưng mà cái phần mềm này nó đưa ra cho mình chỉ là 4855 thôi. Đấy, và nó lại ước tính thực tế được. Đấy, ước tính được là 5041, có nghĩa là nó hơn cả cái nhà thiết kế. Đấy thì em cũng không rõ. Thì đây là cái phần mềm nó báo thôi nhá, em cũng không cắt thêm gì phần mềm này cả. Phần mềm nó chỉ có để nó tự động nó tính toán thôi. Và ngay cả có một phần mềm nữa. Đây. Phần mềm nữa là cái phần mềm AIDA 64 này đây. AIDA 64 này thì nó cũng cũng cho cái báo cáo này cũng là 4855. Đó. Và cái dung lượng thực cơ sở dữ liệu cũng là theo của nhà sản xuất công bố là 5.000. Đấy. Thì em thấy là mấy phần mềm này cũng chỉ để các bác tham khảo thôi, nó cũng hoạt động kiểu gì ấy thì em không rõ. Đấy, thì đây em cũng đã có cái sử dụng hàng ngày thì em có chụp hình lại màn hình rồi. Đấy, thì em sẽ tư nhiên là ngày cái ngày đầu tiên ấy thì là em nhớ không nhầm là được khoảng tầm gần 6 giờ, 6 giờ hơn gì đấy, tầm như ngày hai này này. Nhưng mà cái ngày hôm đấy là em có nghĩa là ngày đầu tiên sử dụng máy ấy, ngày đầu tiên sử dụng máy cho nên em tải rất nhiều ứng dụng, rồi tải rồi đồng bộ hóa cái này cái kia ấy, dẫn đến là nó hoạt động liên tục và rất là nóng máy. Đấy, kết nối mạng liên tục cho nên là em không không rõ, để trừ em xóa trừ cái ảnh ngày số 1 đi đâu rồi, lại tìm lại không thấy đâu, không hiểu cái gì, trong thùng rác không có luôn. Đấy, thì em bắt đầu từ ngày thứ hai đây. Ngày thứ hai thì đây này các bác nhìn đây này, em nó được là thời gian on screen này, có nghĩa là thời gian sáng màn hình này được 6 giờ 4 à 6 giờ 15 phút, 6 giờ 15 phút nhé. Các tác dụng hàng ngày của em chỉ có Facebook này, Messenger này, YouTube này, đấy và Zalo nữa, đa số là thế thôi. Và độ sáng nhé, độ sáng thì trong cả tuần này nhé, trong cả tuần này em để đều tầm này hết nhé, tầm giữa này hết nhé, thì coi như là nó tầm khoảng 50% đúng không các bác? Đấy, tầm đấy nhé. Em đều dùng thế và dùng hỗn hợp cả wifi, cả có nghĩa là ở nhà thì dùng wifi, ở nhà ở phòng em ấy thì em dùng wifi, có hai này nó cũng bật nhé, còn khi ra ngoài thì nó dùng dữ liệu và 4G và 4G và LTE hết nhé các bác nhé, có nghĩa là rất là hỗn hợp. Và một tuần nay thì em đi làm liên tục mà, đấy cho nên là nó là hỗn hợp cả wifi cả LTE. Đấy, thì ngày thứ hai đây, thì ngày thứ hai này em dùng ít, và ngày thứ hai này thì em dùng qua đêm nữa, em để qua đêm ấy, để chờ qua đêm này. Thì cái thời điểm mà từ 100% xuống còn 14% này này thì là trong cái ngày hôm đấy thì em on được khoảng là 6 giờ 15 phút, và ở đây có thể thấy này, thời gian tắt màn hình này là 23 giờ 12 phút. Đấy, có nghĩa là em để qua đêm mà. Đấy, thì là 6 giờ 15 phút nhé. Đấy, tác vụ bình thường. Độ sáng là 50%. À quên, chưa nói các bác là cái màn hình là em đang để là nó vẫn là 2K nhé các bác. Đây 2K đây này. Không, các bác đã bảo là thì để Full HD. Đây. Đây này nhá. Em vẫn để 2K dùng cho sướng. Nó có 2K để dùng cho sướng tội gì các bác?
cộ gì mà phải để Full HD, và tần số màn hình vẫn là 120Hz nha các bác nhé. Đấy, thì cũng để mắc ấy, không có bật cái gì tiết kiệm gì đâu. Đâu rồi, đây, và tiếp tục nhé. Ngày thứ hai rồi, ngày thứ ba đâu rồi, đây, ngày thứ ba đây, ngày thứ ba đấy các bác. Ngày thứ ba thì là cái này em quên không không ghi lại là nó còn bao nhiêu phần trăm, thì là nó cũng em cũng sử dụng xuống dưới 15% nha các bác, dưới chắc chắn là dưới 15%. Và ngày hôm đấy là em cũng dùng được rất là nhiều đây này, 7 thời gian sáng mình 7 giờ 42 phút cơ mà, 7 giờ 42 phút này, còn thời gian tắt màn hình chỉ có 6 giờ 56 phút thôi. Đấy, có nghĩa ngày đấy sử dụng rất là nhiều. Đấy, cũng tác vụ đây, tác vụ chỉ là Facebook, Messenger, Zalo, đấy, YouTube thôi. Đấy, không em không chơi game nhé. Em cũng tại vì em không biết chơi game ấy, dẫn đến là em không không chơi nữa. Đấy, coi như không chơi game. Thì nó gần 8 giờ này. Đấy, ngày thứ ba nhé các bác nhé. Còn ngày thứ tư đây. Ngày thứ tư đây. Ngày thứ tư đây cũng không game. Và ngày thứ tư này thì em lại lại không dùng mấy ấy. Em không không dùng điện thoại mấy. Và lúc lúc cái lúc mà bấm giờ tối rồi về, đúng là buổi tối rồi về là còn còn những 36% pin nữa nhé các bạn nhé, còn 36% pin nữa, và nó dùng được là 4 giờ 39 phút thời gian tắt màn hình đây, thì coi như ngày này không tính đi, tại vì ngày này em không dùng hết, em không dùng được dưới xuống dưới 15% ấy. Đấy, thì coi như ngày này không tính. Đấy, ngày thứ năm đây, đây ngày thứ năm thì đây này, nó được thời gian sáng màn hình này 8 giờ 2 phút này, thời gian tắt màn hình này 6 giờ 41 phút này, và hoạt động cũng chỉ là Facebook này, YouTube này, Messenger này, Zalo này. Đấy, nói chung là em sử dụng Facebook rất là nhiều. Đấy, và độ sáng vẫn là 50% như bình thường thôi. Và cái chỗ ngày hôm nay thì em có chụp lại cái số phần trăm mà còn lại này. Đây này, còn lại là 6% này, 6% pin này. Đấy, các bạn thấy không? 6% pin. Đấy, thì ngày hôm nay, ngày hôm đấy là sử dụng được khá là nhiều. Rồi, ngày thứ năm rồi đúng không? Ngày thứ sáu này. Đây. Ngày thứ sáu này lại thì em quay clip rất nhiều đây, em có ghi lại đây. Em quay clip test máy rất là nhiều. Nhưng mà trong này cái chả à đây, có sử dụng máy ảnh đây. Đây sử dụng máy ảnh đây. Thì là nó cũng thống kê cũng không nhiều, nhưng mà em có sử dụng máy ảnh ở tầm khoảng tầm 1 đến hơn 1 tiếng thì phải. Đấy, tầm đấy. Thì có nghĩa là như thế là nhiều rồi. 1 tiếng là sử dụng máy ảnh là khá là nhiều rồi. Đấy, thì nó lại được ít thôi, nó được chờ thời gian sáng mình là 5 giờ 22 phút, để chờ thì hơi lâu, chờ thì lâu đấy, và lúc đấy nó còn 11% thời điểm tính là còn 11% đấy các bác. Thì đấy, trong một tuần vừa rồi là em ngồi em test cái này, thì là đúng là mấy ngày đầu các bác sử dụng điện thoại thì đúng là mấy ngày đầu thường thường nó sẽ pin nó sẽ chưa ổn định nhá, em thấy là máy nào cũng thế thôi, tại vì mấy ngày đầu các bác đang là setup máy rồi các phần mềm nó update này update kia rồi nó tải nó đồng bộ rồi nó tải này tải kia, cho nên nó sẽ không được ổn định, thì các bác cứ phải test từ tầm ngày thứ ba để đi thì em thấy là nó mới ổn thôi. Đấy, ngay cả bác mua máy mới thế thôi, các bác về phát dùng đang là dùng về phát đã bảo là ụt pin yếu thế, thì thực ra nó chưa chính xác cho lắm các anh nhá. Đấy, thì thực sự là em cũng đã trước con này thì em sử dụng con S22 cộng rồi, thì con S22 cộng đúng là pin không thể bằng con này được. Em về nhà thì dùng đến khoảng, nói chung là nếu mà một ngày nào mà làm việc của em thì cũng 8 tiếng, nhưng mà em làm việc trên điện thoại nhiều mà, cho nên là về nhà thì thường thường là con S22 cộng là nó hết pin, nó chỉ còn khoảng 10 đến 15% thôi, và con này thì về nhà lúc nào cũng còn khoảng tầm 30 đến 40%. Đấy, tầm đấy. Cho nên rất thoải mái, và 30 40% nó tụt rất là lâu, cho nên nó rất là hài lòng về cái pin của con này. Thì thực sự là trong quá trình để dùng điện thoại em thì trước nay thì ngoài con V60 ra, con V60 ra thì con này nó có thời lượng sử dụng pin còn ngon hơn con V60. Em không nếu mà tính là nếu con V60 mà nó cũng mới như con này thì có thể là con V60 hơn, nhưng mà tại vì em dùng V60 là cái bản cũ ấy, là cái bản sách tay và là hàng cũ rồi, cho nên là có thể là pin nó lại kém rồi. Chứ còn nếu mà V60 mà pin mà nó kiểu là hàng mới xách tay như con này, mới tinh như con này thì có khi V60 nó cũng phải ngang ngửa với con này. Nhưng mà em thấy là dùng con này rất là sướng ở cái pin, là vì chả phải lo nghĩ về việc mà mình phải phải mang cục sạc dự phòng đi. Thật sự cục sạc dự phòng em vứt ở nhà luôn rồi.
Đấy, nếu mà trừ khi là phải đi qua đêm thì gọi là đi, mình xác định là đi nó về rất là trễ và thì mình phải mang cục sạc dự phòng thôi, chứ còn cái thời lượng sử dụng pin của con S23 này thì em thấy là từ hồi em dùng nó em khỏi phải lo về pin luôn đấy, không phải đắn đo gì luôn đấy. Trước đây em cũng đã đắn đo về việc mà mua con S22 Ultra thì thấy anh em bảo là pin nó không tốt cho nên là cũng không mua nữa đấy, và đợi nó lên S23 thì cũng nghĩ không nghĩ là S23 nó sẽ cải thiện về pin, nhưng mà thấy các YouTuber khác PR nó ghê gớm về phần pin nên em cũng cũng thử xem, thì công nhận là nó pin trâu thật, còn tất cả chức năng khác thì em cũng chả cần phải review nữa tại vì nó cũng chả có gì mà đặc sắc quá. Nói chung là kể cả về camera zoom này thì em cũng thấy nó bình thường, nó cũng không, nói chung là cũng hay hay, cũng vui vui được, nhưng mà nó không giúp ích gì nhiều. Còn chất lượng ảnh thì đấy, hôm trước em có đăng một cái bài chụp ảnh chân dung thì các bác cũng chơi chê tê tả luôn, em cũng chả biết thế nào, nhưng mà nói chung là em thấy là về khoản camera thì em cảm giác nó cứ làm sao nhỉ, nó cứ hụt hụt kiểu gì, nó chưa phải là đã cho lắm kiểu kiểu đấy. Còn thôi, đấy là đang nói về lan man quá, em nói về bản pin này nhá. Riêng khoản về pin này thì em rất hài lòng, thật sự là hài lòng. Cũng 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 chả biết nói sao, nhưng mà các bác cứ bảo là dùng được một ngày, có được dùng được một ngày không thì không biết một ngày của bác mọi người như nào, chứ một ngày của em thì dùng làm việc các thứ trên điện thoại nhiều cho nên là một ngày làm việc thì cũng phải sử dụng đến tầm khoảng 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 7-8 tiếng dùng điện thoại, thật sự là như thế đấy, chứ không phải là một ngày của bác thì chỉ làm việc 8 tiếng xong rồi trong 8 tiếng đấy bác cũng không phải sử dụng điện thoại liên tục thì không biết được. Thì một ngày của mỗi người nó khác nhau mà, cho nên là các anh em khác cứ bảo là có dùng được một ngày không thì chả biết nói thế nào cả, chẳng biết phải nói là thế một ngày ông dùng điện thoại 24 giờ hay là dùng điện thoại 8 giờ hay dùng điện thoại 16 giờ, ai mà biết được đấy. Cho nên là mình phải test cái thời gian thực tế, thời gian on này, thời gian sáng màn hình ấy, thì đấy thì nó mới là cái thời gian thực mình sử dụng, còn thời gian chờ thì cũng tùy mỗi máy. Android thì đương nhiên thời gian chờ nó vẫn chưa ngon bằng iOS thôi, nhưng mà con S23 này thì thực sự là ngon, thực sự là về về khoản pin là quá ok rồi. Không biết sau này nó có xuống cấp nhanh không thì không biết, nhưng mà hiện tại nếu mà máy mới như này thì anh em cứ yên tâm mà sử dụng nhé. Đấy là những cái anh em là người mà sử dụng điện thoại nhiều như thế mà thấy nó ổn đấy, còn chứ còn các bác mà dùng bình thường cũng như em hoặc là không chơi game thì chả phải lo nghĩ đâu. Còn anh em nào chơi game ấy, thì em nghĩ là cũng ổn thôi, tại vì những tác dụng bình thường thì nó cũng đã ngon rồi mà, thì chơi game nó chỉ tốn hơn khoảng 2/1/3 nữa thôi, cứ như là ví dụ như không chơi game thì được 8 tiếng thì chơi game chắc được khoảng tầm 5 tiếng thì là cũng rất là ngon rồi đấy, quá là ngon rồi. Ok các bác, thì đấy là cái thời gian thực tế sử dụng của riêng em thôi nhé, còn như các bác bảo là nó chả có tác dụng thì chả ý nghĩa gì thôi thì em cũng chịu rồi. Ok, chào các bác.